Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Channel của mình Hôm nay chuyên mục tổng hợp tin tức xe máy Mình sẽ cập nhật giá cả, chương trình khuyến mại Cũng như trả góp cho dòng xe Honda SH 125i, 150i phiên bản 2020 Bạn nào xem xong clip đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình nha các bạn Và nhận thêm nhận thông tin, mẫu mã, chương trình khuyến mại cũng như giá cả về xe máy nha Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương bạn nào có nhu cầu mua xe ở khu Bình Dương cũng như các tỉnh thành lân cận có thể liên hệ theo số điện thoại 0329 555 666 của anh Cần nha các bạn. Và kênh mình cũng có cập nhật một số dòng xe cổ nữa. Thì bạn nào có niềm sở thích đam mê về xe cổ có thể vào kênh mình để tham khảo nha các bạn. Theo thông tin mình được cung cấp thì giá Honda SH 125i 150i phiên bản 2020 giảm giá khá là mạnh. Cụ thể phiên bản 150i phiên bản trang bị phanh ABS À, giảm tới 13 triệu đồng, nó chỉ còn khoảng 109 triệu đồng so với giá trước Tết, nguyên đáng rơi vào khoảng 122 triệu đồng. Phiên bản 150 phân khối không trang bị phanh ABS giảm tới 15 triệu đồng, nó chỉ còn khoảng 99 triệu đồng so với giá trước Tết nguyên đáng rơi vào khoảng là 114 triệu đồng. Phiên bản 125 phân khối trang bị phanh ABS giảm tới 5 triệu đồng, nó chỉ còn khoảng 95 triệu đồng so với giá trước Tết nguyên đáng rơi vào khoảng 100 triệu đồng. Phiên bản 125 phân khối không trang bị phanh ABS giảm tới 3 triệu đồng nay chỉ còn khoảng 87 triệu đồng so với giá trước tết tết nguyên đáng rơi vào khoảng là 90 triệu đồng như vậy là chỉ qua đợt tết nguyên đáng tầm 20 ngày thôi mà giá xe trung bình một ngày giảm khoảng 1 triệu đồng lý do đơn giản là trước đó Honda NH 125i 150 phiên bản 2020 mới vừa ra mắt cận tết nên giá xe lên cao là chuyện dĩ nhiên bạn nào theo dõi kênh mình thì có một số clip trước mình đã À, đưa ra dự đoán là và khuyên các bạn á, là bạn nào thật sự mà chưa có nhu cầu mua xe lắm có thể đợi qua tết nguyên đáng một thời gian rồi hãy mua là mình cập nhật chương trình trả góp cũng như khuyến mại nha các bạn hiện tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương đang có chương trình trả góp với lãi suất là 0.99% cụ thể chương trình trả góp ra sao thủ tục như thế nào thì mọi người có thể đến tận cửa hàng để được nhân viên ngân hàng tư vấn nha tùy từng ngân hàng mà có mức đã góp hàng tháng khác nhau hoặc có thể liên hệ tới trực tiếp cửa hàng để được nhân viên tư vấn Ngoài ra khi mua xe ở cửa hàng Honda nhất Bình Dương, các bạn sẽ nhận được ngay bộ quà tặng trị giá là 1 triệu 200 ngàn đồng, nhận ngay phiếu đăng ký tham gia chương trình bóc thăm trúng thưởng diễn ra 3 tháng một lần với các phần thưởng rất là hấp dẫn như là TV, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, quạt máy, vân vân Rất là nhiều phần quà hấp dẫn đúng không các bạn? Đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.